Ốc sên là một nhóm động vật thân mềm, chân bụng đa dạng được tìm thấy trong nhiều môi trường khác nhau. Từ môi trường nước biển, nước ngọt đến môi trường trên cạn, chúng được biết đến với các đặc điểm vật lý độc đáo, bao gồm vỏ sắt ốc, bàn chân cơ bắp cho phép chúng di chuyển chậm trên bề mặt. Ốc sên thích ẩm và sống chủ yếu ở môi trường ẩm ướt. Trong mùa hè, chúng thu mình vào vỏ để tránh nhiệt độ cao và ngủ. Chúng còn tiết chất chính để bảo vệ miệng ốc. Mùa thu hơi thời tiết mát mẻ, chúng tỉnh dậy để săn mồi. Vào cuối thu, chúng bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông và cách tìm nơi ẩn náu, thường là khe đá hoặc vùng đất, và sử dụng chất dinh để đóng kín miệng vỏ, chống lại thời tiết lạnh và ngủ đông đến tháng 2. Ốc sên có khả năng nhịn đói lên đến 4 năm. Ốc sên thuộc họ chân bụng, có tuyến dịch dưới chân để tiết chất dinh khi di chuyển, để lại dấu vết. Mùa xuân là mùa sinh sản của ốc sên, chúng đẻ nhiều lần, và ốc sên con có thể tự kiếm ăn ngay khi mới nở. Thức ăn chính của chúng bao gồm rau cỏ, rễ cây, mầm non và quả chín. Tuy nhiên, cũng có thể gây hại cho mùa màng. Theo các nhà khoa học, có đến 25.000 loại ốc sên trên thế giới và một số loại có thể làm thực phẩm ngon. Do đó, nhiều nơi đã nuôi ốc sên với mục đích ẩm thực. Thời kỳ giao phối của ốc sên kéo dài lâu, từ 10 đến 12 giờ. Khi rời khỏi vỏ ốc, ốc sên quấn quýt nhau trong một cuộc gặp gỡ lãng mạn không biết mệt mỏi. Mỗi con ốc sên đều có cả đối với giới tính đực và cái. Trong quá trình giao phối, cả hai giới tính đều hoạt động hài hòa. Sau 15 ngày, cả hai giới cùng đẻ trứng, với mỗi con có từ 120 đến 150 quả. Ốc sên, loài động vật thân mềm với vỏ to và dày, đầu của chúng có hai xúc tu, râu, cả thân toàn bộ được bảo vệ bởi lớp nhầy. Chúng thích sống ở gốc cây nơi ẩm ướt. Chúng di chuyển chậm, với một con ốc sên vườn ở Pháp có thể bò được 60cm trong 2 phút. Ốc sên có thể ngủ trong nhiều tháng trong môi trường khô cằn, nhưng chỉ cần một trận mưa, thường vào mùa xuân, chúng tỉnh dậy và hoạt động bình thường. Chúng cảm nhận được môi trường bằng mùi và có hai mắt ở đỉnh xúc tu. Ốc sên trên cạn chủ yếu ăn cỏ và thức ăn tạp. Mặc dù khẩu phần ăn có sự đa dạng, chúng có thể săn mồi và chủ yếu ăn thực vật, nấm, vật chất động vật và đất. Thói quen ăn uống khác nhau giữa các loài và thậm chí trong một loài do môi trường sống. Ốc sên thường hoạt động vào ban đêm và khi thời tiết ẩm ướt để giữ ẩm và giảm sự mất nước. Chúng sử dụng xúc tu để cảm nhận môi trường và tìm thức ăn. Một số loài có thể di chuyển nhanh và thậm chí học cách tìm thức ăn. Loài ốc sên biển thường có độc, nhưng hầu hết loài ốc sên trên cạn là an toàn. Nếu bạn gặp vấn đề sau khi ăn ốc sên, có thể do cách chế biến không đúng. Ốc nón dưới biển có thể gây nguy hiểm nếu bị cắn, thậm chí có thể gây tử vong. Mặc dù vậy, một số người đã thấy tiềm năng kinh tế của chúng và bắt đầu nuôi chúng cho các mục đích khác nhau. Tuy nhiên, việc này mang theo nguy cơ lớn cho sức khỏe và môi trường sinh thái.